Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Và sau đây sẽ là nội dung chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị thân mến, nhắc đến những loại cây thường được lựa chọn để trồng trong nhà, trong sân vườn của các gia đình, thì chúng ta không thể nào bỏ qua cây sung, đúng không ạ? Cây sung không chỉ là một loại cây dễ trồng và chăm sóc trong điều kiện khí hậu ở nước ta, mà trong phong thủy, cây sung được xếp vào hàng 4 loại cây tứ linh là đa, sung, xanh, si. Tuy nhiên, để có thể phát huy tối đa công dụng, cây sung cũng cần hợp mệnh, hợp tuổi với gia chủ. Vậy quý vị có biết tuổi nào được coi là thích hợp nhất để trồng cây sung trong nhà hay không? Và trồng cây sung có cần lưu ý những điều gì để nó phát huy công dụng về cả phong thủy và đời sống hay không? Quý vị hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước tiên hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của cây sung nhé! Sung được nhiều người Việt Nam ưa chuộng, đặc biệt là trưng bày và dịp Tết, không chỉ gắn với những câu chuyện mang ý nghĩa tâm linh. Cây sung cũng là biểu tượng cho sự sung mãn, tràn đầy và thường được bày trên mâm ngũ quả ngày Tết. Đây là loại cây thân gỗ, thường được làm cây cảnh, vì thế thường được ưa chuộng do có thể tạo hình thành nhiều thế bonsai đẹp. Tuy dễ chăm sóc hơn nhiều loại cây họ si, nhưng cây sung cũng có thể bị rụng lá khi chuyển sang môi trường sống mới. Quả sung nhìn bên ngoài như một đế hoa khép kín, còn bên trong là các cánh hoa nhỏ li ti bao kín lại thành khối hình tròn, trông như quả. Hoa sung lớn dần vỏ bên ngoài từ màu xanh, chuyển sang màu đỏ thẫm, sau đó rụng rất nhanh. Về mặt phong thủy thì theo dân gian, tên sung mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, viên mãn, tràn đầy. Do đó người Việt không chỉ thích trồng cây sung trang trí trong sân vườn, mà còn bày quả sung trong mâm ngũ quả ngày Tết. Về mặt phong thủy, cây sung có ý nghĩa phong thủy quan trọng trong việc tạo cân bằng năng lượng và mang lại may mắn tài lộc cho không gian sống. Một số công dụng phong thủy của cây sung có thể kể đến như mang lại sự thịnh vượng và tài lộc. Cây sung được coi là biểu tượng của sự phát triển và tài lộc trong phong thủy. Trồng cây sung trong nhà hoặc văn phòng có thể thu hút và gia tăng năng lượng tài lộc. Nó được cho là mang lại sự giàu có, thành công và thịnh vượng cho gia chủ. Tạo cân bằng năng lượng, theo quan niệm phong thủy, cây sung có khả năng hút và giữ lại năng lượng tích cực trong không gian sống. Nó có thể cân bằng và loại bỏ những năng lượng tiêu cực, tạo một môi trường sống cân đối và hài hòa. Gắn kết gia đình và tình yêu, cây sung được coi là biểu tượng của sự hòa hợp và gắn kết trong gia đình. Trồng cây trong không gian sống có thể tạo ra một tâm linh tích cực, tăng cường mối quan hệ gia đình và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho tình yêu và sự thống nhất, tạo không gian thư thái. Cây sung có khả năng giảm căng thẳng và mang lại sự thư thái trong không gian sống. Nhìn vào cây xanh tươi mát và ngắm nhìn những tán lá mềm mại có thể tạo cảm giác yên bình và sảng khoái, giúp giảm căng thẳng tâm lý, hỗ trợ sự phát triển và thành công. Cây sung thuộc mệnh mộc, đại diện cho sự phát triển và tăng trưởng. Việc trồng cây này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thành công trong các lĩnh vực công việc và kinh doanh. Không chỉ là loại cây ăn quả, sung còn được đông y sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Quả sung có tên khác là thiên sinh tử, ánh nhật quả, văn thiên quả, mật quả. Theo nghiên cứu hiện đại, quả sung có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Kết quả nghiên cứu được lý thực nghiệm cho thấy quả sung có tác dụng nhuận tràng, hạ huyết áp, phòng chống ung thư. Quả sung cũng là một phương pháp hiệu quả với các bệnh nhân sỏi mật. Trong y học cổ truyền, quả sung có vị ngọt tính bình, có công dụng kiện tỳ, ích vị, phế lợi, nhuận tràng và thông tiêu giải độc. Thường được dùng để chữa các bệnh như viêm ruột, tiết lỵ, táo bón, xuất huyết, sa trực tràng, viêm họng, ho, sản phụ thiếu sữa, mụn nhọt và phong thấp. Lá sung được dùng nhiều như một loại rau vị chát chứa nhiều chất xơ. Lá sung được sử dụng nhiều trong một vài món ăn đặc sản như thịt dê nem. Ngoài ra, lá sung được sử dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh như xương khớp, tiểu đường, bệnh gan và mất ngủ. Thứ hai, cây sung hợp với người tuổi nào? Cây sung được cho là hợp với một số tuổi trong 12 con giáp, đặc biệt là những người sinh vào năm Tý, Hợi, Ngọ và Tuất. Dưới đây là giải thích cụ thể về sự hợp của cây sung với từng tuổi trong 12 con giáp. Tuổi Tý. Người tuổi Tý có thể trồng cây sung để thu hút sự thịnh vượng và tài lộc vào cuộc sống của họ. Cây sung giúp gia tăng may mắn và mang lại sự giàu có cho người tuổi Tý. Tuổi Hợi. Cây sung cũng được coi là may mắn đối với người tuổi Hợi. Việc trồng cây này trong nhà hoặc văn phòng của họ sẽ giúp họ tạo ra một môi trường thư thái, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thành công. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ có thể trồng cây sung để củng cố may mắn và tài lộc. Cây sung giúp tăng cường năng lượng tích cực và mang lại cân bằng cho người tuổi Ngọ. Tuổi Tuất. Cây sung được xem là một biểu tượng may mắn và tài lộc đối với người tuổi Tuất. Việc nuôi dưỡng cây sung giúp tạo ra sự giàu có và thịnh vượng cho người tuổi Tuất. Thứ ba, cây sung hợp với người mệnh gì? Cây sung thuộc mệnh Mộc. Trong hệ thống phong thủy Trung Quốc có 5 mệnh chính là Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. Mỗi mệnh có ý nghĩa và tương quan với các yếu tố tự nhiên và năng lượng khác nhau. Mệnh Mộc đại diện cho sự phát triển, tăng trưởng, sự sinh sôi và khả năng thích nghi. Cây sung thuộc mệnh Mộc có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo cân bằng năng lượng và mang lại sự thịnh vượng, tài lộc. Nó được coi là biểu tượng của sự phát triển và thành công trong cuộc sống. Trồng cây sung trong nhà hoặc văn phòng có thể thu hút và gia tăng năng lượng tài lộc, mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho gia chủ. Thứ tư, công dụng của cây sung. Cây sung là một cây cỏ nhỏ gọn và thích hợp trồng trong chậu hoặc hũ cây. Nó mang đến một mảng xanh tươi mát và tạo điểm nhấn cho không gian sống. Cây cũng giúp làm dịu không gian và mang đến cảm giác thư thái và sảng khoái. Như nhiều loại cây khác, cây sung cũng có khả năng lọc không khí và hấp thụ các chất gây ô nhiễm từ môi trường xung quanh. Điều này giúp cải thiện chất lượng không khí và tạo ra một môi trường trong lành hơn. Không chỉ vậy, cây sung cũng được cho là có khả năng giảm căng thẳng và căng thẳng. Chỉ cần nhìn vào cây xanh tươi mát và ngắm nhìn những tán lá mềm mại có thể giúp tạo ra một không gian thư thái và giảm căng thẳng tâm lý. Cây sung có ý nghĩa phong thủy về sự thịnh vượng và tài lộc. Việc trồng cây này trong gia đình có thể tạo ra một tâm linh tích cực và mang lại niềm vui, sự hòa hợp và sự gắn kết cho gia đình. Ngoài ra, cây sung cũng được coi là biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc gia đình. Theo quan niệm phong thủy, cây sung mang đến năng lượng tích cực và cân bằng cho không gian sống. Nó có khả năng thu hút và giữ lại năng lượng tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thành công trong cuộc sống. Như vậy là Phú Quý Tài Lộc đã vừa chia sẻ với quý vị về con giáp nào là thích hợp để trồng cây sung trong nhà, cũng như ý nghĩa phong thủy và công dụng mà cây sung mang lại. Quý vị có thể tham khảo nhé! Và nếu cây sung không phù hợp với ngôi nhà của quý vị, thì sau đây Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ 12 loại cây phong thủy theo tuổi giúp mang lại sức khỏe, may mắn và sự thịnh vượng cho quý vị cũng như người thân của mình. Mời quý vị cùng tham khảo nhé! Thứ nhất, tuổi Tý, cây kim tiền. Người tuổi Tý có số tài lộc khá lớn nhưng lại có tính tiêu xài hoang phí. Cây kim tiền sẽ giúp người tuổi Tý nâng cao vận khí và phát tài, đúng như ý nghĩa tên gọi của nó, là sự phú quý, phát triển mạnh, đưa tài lộc vào nhà. Kim tiền dễ sống, vì vậy gia chủ có thể đặt ở bất kỳ đâu như phòng khách, phòng làm việc, ban công hoặc cửa chính hướng Đông Nam, được xem là hút nhiều tài lộc may mắn nhất. Lưu ý khi trồng loại cây này chính là nhựa cây có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vì vậy bạn cần cân nhắc và cẩn thận khi đặt cây trong nhà. Thứ hai, tuổi Sửu, cây dứa cành. Tuổi Sửu gắn liền với sự cần mẫn, chịu thương chịu khó và sự cẩn trọng trong công việc. Cây dứa cành để bên cạnh bàn làm việc sẽ giúp tăng vận may về tiền bạc và công việc, giúp người tuổi Sửu dễ dàng kiếm tiền hơn. Cây dứa cảnh phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng huỳnh quang, nên đây là lựa chọn tuyệt vời cho không gian làm việc của bạn, vừa giúp thanh lọc không khí, vừa tạo nét mới lạ cho căn phòng, còn hợp phong thủy với gia chủ. Thứ ba, tuổi Dần, cây ngũ gia bì. Người tuổi Dần được đánh giá là người biết cách kiếm tiền và dám mạo hiểm. Vì vậy một cây ngũ bì sẽ giúp cho người tuổi Dần giữ vững tài khí và đem đến sự may mắn và ổn định cho gia chủ. Cây ngũ gia bì có công dụng hút khí độc trong nhà và đuổi muỗi, nên đây cũng là sự lựa chọn tốt dành cho những không gian như phòng khách, phòng ngủ hay phòng làm việc, vừa mang lại không gian trong lành, vừa giúp gia chủ có được sự hanh thông trong công việc, thuận cả đôi đường, phải không nào? Thứ tư, tuổi Mão, cây trúc phú quý. Người tuổi Mão là người thẳng thắn, biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà có nhiều mối quan hệ trong xã hội. Cây trúc phú quý sẽ hỗ trợ cho gia chủ này về mặt tài lộc, đẩy nhanh tốc độ làm giàu và đường sự nghiệp cũng được thăng tiến hơn. Cây trúc phú quý khá dễ sống, khi chỉ cần nắm thân cây vào nước sẽ tự đâm chồi và phát triển. Như vậy chỉ cần để ở nơi thoáng mát thì loài cây này sẽ tự khắc tươi tốt, đem lại sự tươi mới và may mắn cho gia chủ. Thứ năm, tuổi Thìn, cây tai Phật. Người tuổi Thìn là người có tài vận tốt, không cần phải làm gì quá nhiều, nhưng tài lộc vẫn vào túi. Vì vậy thường hay có những người ganh ghét đố kỵ. Một cây tai Phật trong phòng sẽ giúp gia chủ phòng tránh những người có ý đồ với mình. Để phát huy được phong thủy của loài cây này thì nên trồng ở hướng Tây Bắc, vừa tránh kẻ tiểu nhân, vừa mang lại sự may mắn và phong thủy tốt cho người gia chủ tuổi Thìn. Thứ sáu, tuổi Tỵ, cỏ đồng tiền. Người tuổi Tỵ thường được quý nhân phù trợ và có nhiều may mắn trong cuộc sống. Cây cỏ đồng tiền sẽ đem lại cho bạn khả năng phân tích, giải quyết vấn đề cùng sự quyết đoán để biết cách nắm bắt cơ hội, đem lại sự thành công trong công việc. Ngoài ra do đặc thù nên cây cỏ đồng tiền là những cây nhỏ, cho dù trồng lâu bao nhiêu thì cũng sẽ không to lên được, thích hợp với cả những không gian nhỏ hẹp mà không sợ chiếm quá nhiều diện tích. Có thể đặt cây cỏ đồng tiền trên bàn làm việc, bên cạnh cửa sổ, ban công, những nơi tùy thích trong căn phòng của bạn. Thứ bảy, tuổi Ngọ, cây trầu bà. Tuổi Ngọ là người có vận khí tốt, thích hợp với những công việc kinh doanh vì có người phù trợ, đưa tới sự thành công và tiền tài. Vì vậy để tránh thua lỗ nên trồng ngay một chậu cây trầu bà để giữ vững tài khí cho gia chủ. Đồng thời loại cây này còn giúp thanh lọc bầu không khí, đem tới sự trong lành và thoáng đãng trong căn hộ, vừa tốt cho sức khỏe mà vừa hợp với phong thủy. Thứ 8, tuổi Mùi, cây lan quân tử. Người tuổi Mùi tinh tế và thông minh hơn người, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ vô cùng thành công trong con đường sự nghiệp. Cây lan quân tử sẽ giúp cho gia chủ tăng vận quý nhân và đón tài lộc vào người. Hơn nữa, hoa cây này thường nở đúng vào Tết cổ truyền, đem lại sự thịnh vượng và may mắn cho bạn và gia đình. Không những giúp không gian thêm phần xanh mát mà còn giúp sự nghiệp của gia chủ hanh thông và phát triển. Cây lan quân tử thích hợp với không gian thoáng mát, tránh những chỗ ẩm mốc, tối tăm. Vì vậy bạn nên chăm sóc kỹ loài cây này để đảm bảo vận khí tốt đẹp cho căn phòng của bạn. Thứ 9, tuổi Thân, cây thủy tùng và tùng bồng lai. Người tuổi Thân dù biết cách kiếm tiền và nắm bắt thời cơ nhưng lại tiêu xài nhiều, vung tay quá trán. Một chậu cây thủy tùng hay cây nguyệt quế ở phòng làm việc hoặc phòng khách là cách để giúp bạn tích vận khí và giữ được tiền trong túi. 10. Tuổi Dậu, cây sen đá. Người tuổi Dậu là người luôn có quý nhân phù trợ bên người. Một chậu sen đá sẽ giúp gia chủ giữ tài lộc và kêu gọi được sự giúp đỡ của quý nhân. Loại sen đá được nhiều lựa chọn nhất chính là sen đá Phật Bà, có hình dáng như hoa sen, nhờ vào lá được xếp tỏa đều xung quanh. Loại cây này dễ dàng chăm sóc và cũng có sức sống khá dẻo dai, phù hợp với không gian làm việc nhỏ gọn và tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng của bạn hơn rất nhiều. 11. Tuổi Tuất, cây kim ngân. Người tuổi Tuất có bản tính gan dạ, thông minh, chân thành nhưng lại hơi nóng tính. Vì vậy công việc của người này thường hay gặp trắc trở khó thành. Một chậu cây kim ngân sẽ giúp cho gia chủ này thận trọng và điềm tĩnh hơn, đem lại sự may mắn và thăng tiến hơn trong công việc. Cây kim ngân sống trong điều kiện đủ sáng, vì vậy không cần để cây phơi nắng. Có thể để cây bên cạnh cửa sổ hoặc để trên bàn cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Và cuối cùng, tuổi Hợi, nhất mạt hương. Người tuổi Hợi có cuộc sống khá an nhàn và sung túc. Mọi điều từ công việc đến cuộc sống đều có quý nhân giúp đỡ nên gặp nhiều may mắn và khá trọn vẹn. Để giữ vững tài khí đó, gia chủ nên trồng cây nhất mạt hương trong phòng để giúp ngăn chặn lại sự tiêu xài lãng phí và tránh những thất thoát không đáng có. Quý vị thân mến, trên đây là 12 loại cây phong thủy cho 12 con giáp. Mong rằng quý vị sẽ chọn chính xác loại cây hợp với mình để đem lại tài vận, sức khỏe cho quý vị và người thân nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.